Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin chào ông bà anh chị em đang có mặt ở đây và những con cái Chúa đang theo dõi online. Trong tình yêu thương của Chúa, trong mùa thương khó, mùa phục sinh tràn đầy ân điển từ nơi Chúa. Lễ thương khó và lễ phục sinh ở Việt Nam của chúng ta thì không có được tổ chức lớn giống như là lễ Giáng sinh. Tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là ngày Chúa đến thế gian là ngày vui mừng, và ngày Chúa sống lại cũng là ngày vui mừng. Chúa chết thì không phải để chúng ta đau buồn. Có nhiều hội thánh thì vào ngày lễ thương khó thì họ không hát thánh ca, chỉ đến nhà thờ để cầu nguyện, nghe giảng, tĩnh tâm để lòng lắng xuống, để chiêm nghiệm về tình yêu và ân điển của Chúa. Rồi có nhà thờ thì chúng ta sẽ hát, và cũng có nhà thờ thì họ hát, chỉ hát những bài thánh ca trầm thôi, chứ không hát những bài thánh ca vui. Vì là cái ngày này là ngày mà Chúa chịu chết mà. Tuy nhiên, dù chúng ta có đến với Chúa với bất cứ một cái hình thức nào, thì điều quan trọng nhất là từ trong tâm của mỗi chúng ta, để hướng tâm về Chúa và biết rằng đây là ngày mà Chúa đã bị treo trên cây thập tự để mua chuộc tội lỗi cho chúng ta. Và Chúa đã chết để gì? Để cho chúng ta trở nên vui mừng, cho chúng ta cũng có thể cười, có thể vui vẻ trong ngày hôm nay, chứ không phải là chúng ta cần phải có một cái tâm trạng rất là sầu bi vào cái ngày mà Chúa chịu chết. Ở tại Philippines hàng năm đến những cái ngày lễ thương khó này đấy, thì thường là bởi vì Philippines là đất nước Công giáo, phần lớn dân số đấy là theo Công giáo, thì người ta làm, có những người người ta sùng đạo, rất sùng đạo, và người ta làm cái thập tự bằng gỗ đi ngoài đường, và sau đó thì người ta đóng đinh họ, hoặc là người ta dùng dây người ta quất vào người đó. Và họ cho rằng như thế là chịu khổ với Chúa Giêsu Christ. Nhưng chúng ta không làm như vậy, bởi vì Chúa Giêsu đã chịu khổ thay cho chúng ta rồi, nên chúng ta không cần phải chịu khổ. Chúa đã đóng đinh thay chúng ta rồi, cho nên chúng ta không cần phải bị đóng đinh ở phần xác thịt vật lý này. Nhưng mà chúng ta đóng đinh cái xác thịt là cái xấu xa trong mỗi con người chúng ta. Đấy là cái mà chúng ta cần đóng đinh hàng ngày. Cho nên điều quan trọng nhất ấy, đó là chúng ta kỷ niệm về ngày Chúa chịu chết, để chúng ta chết đi cái xấu xa, cái tội lỗi trong chúng ta, để chúng ta có thể sống cho Ngài. Nếu mà chúng ta dùng roi quất vào thịt mình và dùng đinh để đóng vào tay và chân của mình, và mình nghĩ rằng điều đó là chia sẻ sự thống khổ với Chúa Giêsu, thì thực ra cái điều đó không phải như vậy. Bởi vì Chúa đã thống khổ và trả giá đầy đủ rồi. Chúng ta không chia sẻ cái sự thống khổ với Chúa Giêsu bằng cái thân xác của chúng ta như vậy, mà chúng ta chia sẻ cái sự thống khổ với Chúa Giêsu bằng những cái gì? Bằng cái việc trả giá đi theo Chúa. Khi anh chị em chọn lựa bước đi và tin theo Chúa Giêsu, chúng ta sẽ phải trả giá. Trả giá ở những cái điểm nào? Trả giá ở cái là mình, ngày trước thì mình muốn làm gì, ngày Chủ nhật thì mình làm. Bây giờ cứ ngày Chủ nhật là mình phải đến nhà thờ để mình thờ phượng, mình cầu nguyện. Rồi mình trả giá ở những cái điểm nào? Ngày trước mình làm bao nhiêu tiền thì mình tiêu chỉ có cho mình, cho gia đình của mình. Bây giờ mình đến với Chúa, mình còn dâng hiến cho Chúa, dâng hiến cho nhà thờ, nào giúp đỡ cho ngày này ngày kia trong hội thánh. Rồi chúng ta trả giá cho Chúa ở những cái chỗ nào nữa? Chúng ta trả giá cho Chúa là bằng những cái khó khăn, những cái bắt bớ. Bây giờ mình đi theo Chúa, tự nhiên người thân gia đình của mình, chồng của mình sẽ chửi rủa mình, vợ của mình sẽ chửi rủa mình, con của mình sẽ chửi rủa mình. Đấy là những cái trả giá thực sự cho một người đi theo Chúa, chứ không phải là chúng ta dùng dây chúng ta đánh vào thịt và xương của mình là chúng ta chia sẻ với Chúa Giêsu. Kính thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là một nhân vật rất là đặc biệt hơn tất cả những cái nhân vật nào đã từng sống ở trên thế giới này. Thứ nhất là từ sự giáng sinh của Chúa Giêsu, đó là một cái sự đặc biệt và một sự nhiệm màu. Tại sao đó là gọi là sự nhiệm màu? Chúng ta sinh ra thì chúng ta không được gọi là nhiệm màu.
tất cả mọi người trên đời này, dù cho chúng ta có giỏi giang đến mấy, dù chúng ta có thành công và có rất là nhiều công trạng, thì chúng ta cũng chỉ là những con người bình thường sinh ra theo phép thế thôi của cha mẹ. Duy nhất Chúa Giêsu thì được không được sinh ra bởi tình yêu của nam và nữ. Chúa Giêsu có mẹ, Chúa Giêsu có bố dượng nhưng không có bố đẻ về mặt thân thể. Cho nên Chúa Giêsu không được sinh ra bởi tình yêu của nam và nữ, mà Chúa Giêsu được sinh ra bởi quyền phép của đấng trên cao ngự trong thân thể của Maria. Trong sách Matthew 1 câu số 23 thì nói rằng một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sinh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Tên của Chúa Giêsu rất đặc biệt. Tên Chúa Giêsu có nhiều tên để gọi về Ngài, nhưng có một trong cái tên rất đặc biệt mà lời tiên tri của Esai đã nói trước đó khoảng 800 năm và được tác giả Matthew nói lại. Tên Ngài có nghĩa là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Đây là một điều rất đặc biệt. Cái tên nó mô tả cái đặc điểm. Đối với người Do Thái thì cái tên nó không chỉ là để gọi, mà cái tên nó mô tả cái đặc điểm, cái số phận và cái cuộc đời của con người đó. Chúa duy nhất Chúa Giêsu có cái tên rất là lạ, đó là Chúa Trời ở với con người. Anh chị em thấy mà, có ai trên đời để sinh ra trên đời mà đã bố mẹ đặt cho con cái tên đấy không? Không, không ai cả. Duy nhất Chúa Giêsu được có cái tên là Chúa Trời ở với con người. Tại sao? Bởi vì Ngài được sinh ra bởi một trinh nữ, và Ngài là sự ứng nghiệm của những lời tiên tri đã nói trước đó. Sách Giăng đoạn 3 câu số 16 nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Chúa Giêsu được gọi là con một của Đức Chúa Trời, con duy nhất, con độc sinh của Đức Chúa Trời. Còn ngày hôm nay những người tin nhận Chúa Giêsu thì chúng ta cũng được gọi là con. Nhưng cái từ mà Kinh Thánh dùng cho những người nào á tin theo Chúa Giêsu để trở thành con của Đức Chúa Trời á, là Kinh Thánh cái từ tiếng Anh nó là adoption, adopt có nghĩa là nhận làm con nuôi. Đức Chúa Trời chỉ có một người con duy nhất, nhưng có rất nhiều người con nuôi. Thì tại sao cái khái niệm con độc sinh và con nuôi nó lại tồn tại? Thì chúng ta không hiểu theo cái khái niệm của người Việt Nam, mà chúng ta hiểu theo khái niệm của người Do Thái. Cái khái niệm của con độc sinh ấy, con duy nhất ấy, là cái khái niệm để chỉ về thuộc về Đức Chúa Trời, tức là Chúa Giêsu là đứng thuộc về Đức Chúa Trời, và chúng ta được nhận làm con nuôi qua đức tin nơi Chúa Giêsu. Có nghĩa là khi anh chị em chúng ta tin nhận Đức Chúa Giêsu thì Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận chúng ta làm con của Ngài qua Chúa Giêsu đó. Hay nói nếu cách khác là nếu như không có qua cái cầu là Giêsu đấy thì không một ai được chấp nhận làm con của Ngài hết. Chúa Giêsu còn được gọi là con cả giữa vòng các anh em, có nghĩa là Chúa Giêsu là người con cả. Tất cả những người tin vào Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu ấy thì là những người kế tự, những người anh em sau đó của Đức Chúa Giêsu về mặt thuộc linh. Cho nên là Chúa Giêsu đến thế gian này đấy để cứu chúng ta, nhưng Ngài đến trong một cái cách thức rất là đặc biệt. Ngài đến không với một cái phép thế thường, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là duy nhất Cơ Đốc giáo của chúng ta vừa có ngày lễ Giáng sinh và vừa ngày có ngày lễ Phục sinh. Giáng sinh là Chúa giáng thế làm người, và Phục sinh là Chúa sống lại từ cõi chết. Và đó cũng là niềm tự hào cho mỗi một chúng ta, bởi vì Chúa của chúng ta thế nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian này. Nếu mà Chúa chúng ta đã sống lại từ cõi chết, Chúa có thể cứu mình thì Chúa cũng có thể cứu những người tin nhận Ngài. Và điều thứ hai đó là Chúa Giêsu là sự ứng nghiệm của tất cả những gì cựu ước nói về Ngài. 4.000 năm lịch sử trước Chúa Giêsu, từ thời Adam là con người đầu tiên được tạo dựng lên cho đến Chúa Giêsu là 4.000 năm. Từ Chúa Giêsu đến chúng ta là 2.000 năm nữa là lịch sử nhân loại. Theo được ghi chép lại trong Kinh Thánh chỉ có 6.000 năm thôi. Và trong 4.000 năm đó là 4.000 năm chuẩn bị. Trong 4.000 năm đó thì Đức Chúa Trời đã sử dụng rất nhiều các cái nghi lễ, rất nhiều vị tiên tri
rồi rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau để nói về đấng cứu thế sẽ đến ở trong tương lai. Thế khi Chúa Giêsu đến thì Ngài không phải là một sản phẩm của sự tình cờ, và Ngài là sự ứng nghiệm của tất cả những gì đã được nói trước đó. Quý vị thấy trên đời này có ai sinh ra mà được nói trước? Và nếu như có một ai đó được nói trước thì có bao nhiêu lời nói trước về người đó. Trong khi đó thì có hàng ngàn lời tiên tri, các hình ảnh, các nghi lễ được thực hiện bởi người Do Thái, và trước khi người Do Thái được hình thành ấy, thì đã nói đến việc là đấng cứu thế sẽ đến thế gian để cứu nhân loại. Vì chúng ta có thể xem cái điều này ở trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 12 câu số 7. Họ sẽ lấy huyết bôi trên hai cây cột và mày cửa nhà nào ăn thịt con chiên đó. Đây là cái câu kinh thánh mô tả về sự kiện của lễ vượt qua khi Chúa giải phóng dân Israel ra khỏi cảnh cô tù của Ai Cập. Thì Chúa bảo dân Israel rằng phải trong cái lễ vượt qua đó thì phải giết một con cừu, mà cái từ kinh thánh dùng ở đây là con chiên, phải giết một con cừu, thịt con cừu đó sẽ được nướng và phải ăn hết, người nhà phải ăn hết, và cái huyết của con cừu đó phải bôi ở trên mày cửa. Trong đêm ngày hôm đó thì thiên sứ đoán phạt sẽ đi qua các nhà nào mà có huyết của con cừu đó thì thiên sứ sẽ vượt qua, nhà nào mà không có huyết của con cừu đó thì thiên sứ sẽ vào và giết con trai đầu lòng. Cho nên từ đó chúng ta có cái khái niệm về lễ vượt qua, tức là thiên sứ vượt qua một căn nhà của người Israel mà không giết hại con trai cả trong gia đình đó, bởi vì gia đình đó được bao phủ, được bảo vệ bởi huyết của con sinh tế. Thế thì đây là một trong rất nhiều những cái hình ảnh về nói về ngày Chúa đến thế gian này và chết cho con người. Quý vị có biết Chúa Giêsu chết vào ngày nào không? Chúa Giêsu bị bắt, Chúa Giêsu bị chết vào ngày lễ vượt qua, đúng cái thời điểm mà người Israel làm lễ vượt qua và giữ lễ vượt qua từ thời của Môi-se cho tới thời của Chúa Giêsu. Trong cái giai đoạn đó, Chúa Giêsu bị chết ở đâu? Chúa Giêsu bị chết ở ngoài thành chứ không phải ở tại trong thành. Thì khi người ta làm lễ giết con chiên, con cừu thì người ta cũng đem ra ngoài thành để làm lễ. Thì tất cả những cái sự kiện trong Cựu Ước đều nói về Chúa Giêsu là đấng đến thế gian này để đổ huyết ra để cứu chuộc mỗi một chúng ta. Và một điều chúng ta tạ ơn Chúa ngày hôm nay, chúng ta không cần dâng huyết của con cừu hay con dê hay là con bò nữa. Bởi vì tại sao? Tất cả những cái huyết của con sinh vật đấy là hình ảnh để nói về huyết Chúa Giêsu sẽ đến để cứu nhân loại. Và khi Chúa Giêsu đến thế gian để cứu nhân loại rồi thì cái huyết đấy không cần thiết đến nữa. Bởi vì huyết của Chúa Giêsu đổ ra một lần trọn vẹn và cứu toàn thể tất cả những ai tin nhận Ngài. Cho nên ngày hôm nay tất cả những ai tin Chúa Giêsu, chúng ta không cần dâng sinh tế làm của lễ nữa. Vì huyết Chúa Giêsu đã đổ ra một lần đủ cả, thay cho tất cả những cái huyết của con sinh tế mà những người sống ở trong thời cứu ước phải dâng mỗi khi họ phạm tội. Và điều thứ ba đó là Chúa Giêsu, Ngài biết bản thân Ngài, Ngài cũng biết trước rằng Ngài đến thế gian này để làm gì. Ngài đến thế gian này để chịu chết và để sống lại. Chúng ta xem trong sách Luca đoạn 24 câu số 7. Ngài đã phán rằng con người, tức là nói đến chính Chúa Giêsu đấy, con người phải bị nộp trong tay kẻ có tội, phải bị đóng đinh trên cây thập tự và đến ngày thứ ba phải sống lại. Bản thân Chúa Giêsu cũng không đến thế gian này trong một cái tâm thái là không biết tại sao mình có mặt ở trên đời. Còn anh chị em chúng ta thì khác. Chúng ta là con người, chúng ta phải đến một cái độ tuổi trưởng thành nào đó thì bắt đầu nhận thức mình tốt hơn, mình mới xác định được hướng đi trong cuộc đời của mình. Rất nhiều các bạn học sinh ấy, khi mà tôi hỏi rằng là thế con sẽ sau khi học phổ thông thì con sẽ xin là học cái ngành gì hoặc là theo đuổi để làm cái nghề gì, thì phần lớn trong các bạn đều trả lời là không biết.
Thậm chí có những cái bạn học lớp 12 rồi câu trả lời cũng là không biết. Còn đâu khi mà chọn lựa đó thì phần lớn là thì mình học khá môn gì thì mình học khá cái khối gì thì mình chọn cái khối đấy. Chứ còn để mà xác định được cái định hướng hướng đi cho cuộc đời của mình thì rất ít các em học sinh có thể xác định được ở tuổi sớm. Và thậm chí ngay cả các bạn đã thi đỗ đại học, học đại học rồi, nhưng mà bao nhiêu trong số sinh viên tốt nghiệp xong thì ra làm đúng ngành, đúng nghề mà mình học. Và có những người là một thời gian sau đó người ta cũng đổi nghề, đổi ngành, đổi nghề. Nhưng mà Chúa Giêsu thì khác anh và chị em. Chúa Giêsu biết mục đích mình tồn tại ở trên thế gian này. Ngài biết được Ngài đến thế gian để làm cái gì. Ngài đến thế gian để chết cho con người. Anh chị em hiểu không? Chúa Giêsu đến thế gian để chết cho con người. Và Ngài cũng biết trước rằng sau khi Ngài chết, Ngài sẽ sống lại. Đó là lý do tại sao Ngài tình nguyện để chết. Quý vị thấy không ạ? Nếu như chúng ta biết được cái gì sẽ xảy đến, cái điều tốt đẹp nào đó sẽ xảy đến cho chúng ta trong tương lai, hoặc là con cái của chúng ta trong tương lai, thì mình cũng sẵn sàng trả giá cho ngày hôm nay. Vì mình nhìn thấy trước được cái công giá của mình. Nhưng mà dù cho chúng ta có thể nhìn thấy trước, đoán trước, thì con người rất là mỏng manh, mình không thể kiểm soát được tương lai. Nhưng mà Chúa Giêsu thì biết chắc chắn rằng Ngài sẽ sống lại sau khi Ngài chết. Cho nên có ba điều mà chúng ta thấy nhé. Thứ nhất, Chúa Giêsu không phải là sản phẩm của tình yêu nam nữ. Ngài chính là đấng tạo hóa. Thứ hai, đó là tất cả cứu ước, những người sống trước Chúa Giêsu, những vị tiên tri của Chúa và các nghi lễ ở trong cứu ước đều nói về Ngài và đều chỉ về Ngài. Và điều thứ ba là bản thân Ngài cũng biết được tại sao Ngài có mặt trên đời này. Chúa Giêsu đến không phải là một sản phẩm, một sự tình cờ. Ngài biết Ngài đến thế gian để làm cái gì. Ngài biết được năm bao nhiêu tuổi Ngài cần phải thi hành chức vụ. Và Ngài biết được Ngài sẽ thi hành chức vụ trong vòng 3 năm rưỡi thôi. Và Ngài biết được ai sẽ là môn đồ của Ngài. Ngài biết được ai sẽ phản Ngài. Tất cả mọi cái Ngài đều biết trước. Cho nên sự hiện diện của Chúa, cuộc đời của Chúa không phải là một sự tình cờ. Đức Chúa Trời đã có chương trình cho Ngài. Và bản thân Chúa Giêsu cũng biết được cái chương trình đó cho Chúa Giêsu nữa. Như vậy ngày hôm nay khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời thì chúng ta được những cái gì? Thứ nhất là chúng ta được sự tha thứ và phục hồi. Chúng ta xem trong Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7. Ấy là trong đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Ở trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài. Chúng ta được cứu chuộc nhờ cái gì? Không phải nhờ chúng ta sống tốt. Chúng ta được cứu chuộc không phải bởi vì chúng ta giữ các nghi lễ ở trong nhà thờ. Chúng ta được cứu chuộc không phải bởi vì chúng ta tích cực tham gia các công tác của trong hội thánh. Chúng ta được cứu chuộc nhờ huyết Đức Chúa Giêsu. Và khi chúng ta đặt đức tin của chúng ta vào huyết của đấng đã đổ ra thì chúng ta nhận được sự cứu chuộc. Sự cứu chuộc hay nói cách khác là sự bảo lãnh. Một cái sự bảo lãnh cho linh hồn của chúng ta. Đấng bảo lãnh chúng ta ra khỏi cái ngục tù của tội lỗi, ra khỏi mọi xiềng xích của ma quỷ Satan để phóng thích chúng ta một cuộc đời tự do ra khỏi tội lỗi và được trở thành con của Chúa. Cho nên khi chúng ta tin nhận Ngài, chúng ta được tha thứ và được phục hồi. Về điều này duy nhất, có một con đường duy nhất để được lên, đó là đức tin nơi Chúa Giêsu. Anh chị em có thể sống rất tốt, nhiều người khen, nhiều người yêu mến, nhưng chúng ta không có đức tin nơi Đức Chúa Giêsu thì chúng ta không được sự tha thứ, không được làm con của Ngài. Lý do rất đơn giản thôi. Bởi vì dù cho chúng ta có sống tốt đến mấy thì trước mặt Thiên Chúa chúng ta vẫn thiếu một tiêu chuẩn. Chúng ta vẫn đều ở dưới tiêu chuẩn và không thể nào đáp ứng đủ yêu cầu của Chúa để có thể được nhận sự tha thứ. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất để chúng ta được phục hồi, được tha thứ, đó là đức tin vào huyết của Chúa Giêsu Christ. Nhờ huyết đó
cũng không phải là làm lễ báp têm mà chúng ta được sự cứu chuộc. Phép báp têm cũng chỉ là biểu hiện của việc ăn năn và trở thành một với Đức Chúa Giêsu. Huyết Đức Chúa Giêsu mới đem lại sự tha thứ cho chúng ta. Trong sách Khải Huyền 1 câu số 6 nói: Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình mà rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy huyết mình để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Chứ không phải rửa sạch thân thể. Chúng ta phải tự rửa sạch thân thể của mình. Nhưng mà cái bên trong này, cái vô hình này mới là cái đáng sợ nhất. Đó là cái tội lỗi trong mỗi một chúng ta. Thì chỉ có duy nhất Chúa Giêsu Christ có thể rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, lên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được vinh hiển và quyền năng đời đời. Vâng, cùng amen. Cái chén mà chúng ta uống hàng tuần mỗi khi chúng ta đến nhà thờ, nó chỉ mang ý nghĩa tượng trưng cho thân thể và dòng huyết của Chúa. Cái bánh tượng trưng cho thân thể và cái nước đó tượng trưng cho dòng huyết của Chúa. Bản thân cái bánh và cái nước đấy không đem lại cho chúng ta sự tha thứ. Huyết Đức Chúa Giêsu đổ ra cách đây 2000 năm mới đem lại sự tha thứ cho mỗi của chúng ta. Và một cách vô hình, tất cả những ai tin Chúa Giêsu đều có huyết của Chúa bao phủ hết. Ngày hôm nay tôi được xưng công chính. Xưng công chính có nghĩa là gì? Xưng công chính có nghĩa là được coi như chưa hề phạm tội, được coi như hoàn toàn thanh sạch, không có tội lỗi gì. Tôi được xưng công chính không phải bởi vì tôi đã sống một cuộc đời hoàn thiện, không có lỗi lầm gì. Tôi được xưng công chính bởi vì tôi được bao phủ bởi dòng huyết công chính và phủ Chúa Giêsu. Các anh chị em chúng ta đi theo Chúa, có thể cuộc đời của chúng ta cũng chưa hoàn hảo và thậm chí là còn có nhiều thiếu sót hơn cả những người chưa tin Chúa nữa. Nhưng trước mặt Ngài thì chúng ta vẫn là người công chính. Bởi vì sự không công chính của chúng ta được bao phủ bởi huyết vẹn toàn vô tội của Đức Chúa Giêsu. Còn những người không có đức tin nơi Chúa Giêsu, họ có thể tốt hơn chúng ta và có ít vấp váp, chứ không nói là hoàn toàn không vấp váp. Trên đời này không có ai là hoàn toàn không vấp váp hết. Có ít vấp váp hơn, có ít những cái sa ngã, cái yếu đuối hơn bản thân mình, nhưng trước mặt Chúa thì họ vẫn là tội nhân. Bởi vì tại sao? Họ không có huyết thánh, huyết vô tội của Chúa Giêsu bảo phủ. Cho suốt những cái năm tháng 4000 năm kể từ Adam, mỗi khi người ta giết một con cừu, một con bò, một con chim bồ câu thì người ta đều hướng về tương lai. Trong tương lai sẽ có một đấng cứu thế đến và đổ huyết ra để mua chuộc tội lỗi. Cho nên có một câu hỏi đặt ra, thế thì những người sống ở trong thời kỳ cứu ước có được tha thứ hay không? Tất cả những ai sống trong thời kỳ cứu ước đều được tha thứ khi họ tin vào huyết của đấng Messiah sẽ đến trong tương lai, được mô phỏng qua việc đổ huyết của con vật, con sinh tế trong thời kỳ cứu ước. Điều thứ hai chúng ta được hưởng đó là khi chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được thừa hưởng gia tài của Chúa Giêsu Christ. Ephesô đoạn 1 câu số 11 nói: trong Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta được thừa hưởng cơ nghiệp đã được định sẵn cho chúng ta y theo mục đích của Ngài, đấng thực hiện mọi sự theo chương trình của Ngài. Chúng ta được hưởng cái cơ nghiệp có nghĩa là gì? Chúng ta vốn là những người chẳng tay, không có cái gì hết. Tôi không nói về vật chất, về cơ nghiệp thuộc linh chúng ta không có cái gì hết. Và chết chúng ta phải đi xuống địa ngục vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng khi chúng ta tin Chúa Giêsu thì chúng ta được thừa hưởng tất cả những gì Chúa Giêsu thừa hưởng. Cho nên Chúa Giêsu được ví như là con cả giữa vòng các anh em. Chúa Giêsu được ví như là con đầu, con cả giữa vòng các anh em. Có nghĩa là Chúa Giêsu đại diện cho tất cả những ai tin nhận Ngài. Nên Ngài được cái gì? Ngài được từ cõi chết sống lại. Thì tất cả những ai tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta sẽ được từ cõi chết sống lại.
đương nhiên về mặt linh hồn chứ không phải về mặt thân thể. Và chúng ta sẽ được sống lại về mặt thân thể biến hóa khi ngày Chúa Giêsu tái lâm. Chúng ta được hưởng cơ nghiệp gì nữa? Được hưởng vương quốc đời đời ở trên thiên đàng. Và linh hồn của chúng ta có một cái chỗ chắc chắn trong mỗi một người tin nhận Chúa. Trên cuộc đời của chúng ta, dù có sống ở Việt Nam hay sống ở nước ngoài, dù có sống ở sinh ra trong một gia đình hay sinh sống trong một gia đình giàu có hay một gia đình nghèo hèn, hay là bất cứ một cái hoàn cảnh nào, điều đó không ảnh hưởng gì tới cơ nghiệp chúng ta có trong Đức Chúa Giêsu Christ. Cái cơ nghiệp chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là rất lớn. Và một trong những cơ nghiệp đấy, chúng ta được quyền để sử dụng danh của Ngài để nói chuyện và cầu xin với Đức Chúa Cha. Khi chúng ta nói với Đức Chúa Cha lạy Chúa, con nhân danh Đức Chúa Giêsu đấng đã đến thế gian này chết cho tội lỗi của con, để cầu xin với Ngài cho bất cứ nhu cầu gì, thì cái lời cầu nguyện của quý vị được nhận. Lời cầu nguyện ấy được nhận không phải vì quý vị tốt, nhưng mà lời cầu nguyện được nhận bởi vì quý vị cầu nguyện dưới danh của Đức Chúa Giêsu. Danh của Chúa Giêsu giống như là một chìa khóa để mở vào cái cánh cửa của một căn phòng. Khi mà chúng ta sử dụng danh Chúa Giêsu để cầu nguyện với Thiên Chúa thì chắc chắn Ngài làm cho. Và chúng ta có vô vàn những cái quyền lợi khi chúng ta có được ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Được thừa hưởng gia tài, được sự hưởng sự bình an, được hưởng sự sung mãn, được hưởng cả sự thịnh vượng về mặt vật chất nữa khi chúng ta ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và linh hồn của chúng ta thì luôn luôn tràn đầy sự sống, sự vui mừng và hy vọng cho tương lai. Và một người đi theo Chúa, chúng ta cũng đối diện với cái chết giống như những người khác, nhưng chúng ta không vô vọng trước cái chết. Bởi vì đứng trước cái chết, người ta đều rất sợ. Người ta sợ ngoài cái việc là mất đi cái sự sống, người ta còn sợ nên là không biết mình sẽ đi về đâu. Còn chúng ta, những người có Chúa, thì chúng ta không sợ cái chết, bởi vì chúng ta biết rằng dù có chết hay sống, chúng ta đều ở trong tay của Thiên Chúa toàn năng trai yêu thương của chúng ta. Và nếu chúng ta có chết, có người thì chết vì già, có người thì chết vì bệnh, có người chết vì tai nạn, vì thiên tai v.v. chết bằng bất cứ hình thức nào, chúng ta đều ở trong tay của Thiên Chúa. Và chúng ta đều được hưởng cơ nghiệp. Bất cứ một hình thức nào cũng không thể lấy đi cái cơ nghiệp mà chúng ta được thừa hưởng trong Đức Chúa Giêsu. Tôi xin nói lại có 3 điều chúng ta, tôi chia sẻ là khi mà ở trên đây có 2 điều tôi chia sẻ là chúng ta có được khi chúng ta tìm Chúa Giêsu. Thứ nhất, chúng ta được tha thứ tội lỗi và được phục hồi về mặt địa vị. Khi chúng ta được phục hồi về mặt địa vị thì nhân phẩm chúng ta cũng sẽ được phục hồi. Cho nên quý vị sẽ thấy rằng khi mình tin Chúa, mình trở nên tốt hơn. Khi mình đi theo Chúa, mình hướng thiện hơn. Khi mình đi theo Chúa thì tâm của mình tĩnh hơn. Bởi vì chúng ta được phục hồi về mặt địa vị thì tự nhiên nhân phẩm chúng ta sẽ được phục hồi. Chúng ta được phục hồi về mặt địa vị làm con của Chúa thì tự nhiên cái nhận thức của chúng ta về cái thế giới quan của chúng ta cũng sẽ tươi sáng hơn. Chúng ta gặp nan đề, gặp thử thách, gặp khó khăn, chúng ta cũng sẽ thấy không sao cả. Việc đấy là việc không kiểm soát được, nhưng mình vẫn có thể đứng vững được với sức của Chúa và vượt qua tất cả những thử thách khó khăn. Cho nên khi chúng ta được phục hồi về mặt địa vị thì tất cả những điều khác được phục hồi theo. Và khi chúng ta được phục hồi về địa vị thì tâm chúng ta sẽ vui mừng hơn. Thì tự nhiên mình sẽ thấy rằng là lòng của mình không có cái cảm giác trống trải như ngày xưa nữa. Những cái cảm giác trống trải, những cái đêm dài buồn, những cái đêm nằm thâu đêm cứ than trời thách trách phận, rồi kêu than, rồi chỉ có biết diễn đạt qua những cái lời than thở, tất cả điều đó đều chấm dứt khi chúng ta được làm con của Chúa. Và khi chúng ta được phục hồi về mặt địa vị thì chúng ta có hy vọng. Chúng ta có hy vọng cho tương lai, hy vọng cho cuộc sống tương lai. Ngày hôm nay mình không có cái gì trong tay, không sở hữu tài sản giống như những người khác, bạn bè, gia đình của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn có sự bình an, bởi vì chúng ta có một lời hứa chắc chắn rằng
Chúa nói ta không hề lìa, không hề bỏ con. Và ngay cả nhu cầu vật chất của chúng ta, chúng ta vẫn có thể an tâm để sinh sống, vì biết rằng là dù nhu cầu vật chất của mình cũng nằm ở trong tay và sự chăm sóc của Thiên Chúa. Điều thứ hai đó là chúng ta được thừa hưởng gia tài của Jesus Christ. Chúng ta được thừa hưởng gia tài và không ai, không điều gì có thể lấy được gia tài của chúng ta. Trong quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.